thiệu cho mọi người là hoa súng ta, hay còn gọi hoa súng Đà Lạt, hoa súng ăn ngó. Bên mình có cung cấp củ giống và cây giống. Loại này mọi người có thể là làm khu du lịch hoặc là trồng để bán ngó. Ngó này dùng để ăn lẩu hoặc là chế biến các món như là gỏi hoặc là nấu canh cá chua. Này mọi người có thể trồng ở chậu hoặc ở bể hồ, tối thiểu là 20cm bùn và 4cm nước và tối đa là 3,5m nước mọi người nhé. Bùn để tối đa thì không khống chế mọi người ạ. Trồng ở khu vực nào càng nhiều bùn thì bông càng to, còn đối với trồng chậu thì bông nó sẽ nhỏ hơn so với trồng hồ trồng bể, bởi vì cái lượng dinh dưỡng trong chậu thì nó ít hơn so với ở ngoài. Này mình cung cấp thì ship các tỉnh ở trên toàn quốc. Đối với các vùng xa thì mình gửi củ, cái ưu điểm của gửi củ thì nó là gửi được xa đảm bảo và giá thành nó rẻ đối với mọi người trồng nhiều. Còn đối với các bạn trồng ít thì có thể mua cây, tùy thuộc theo sở thích. Mua củ thì nó giá thành nó sẽ hợp lý hơn so với trồng cây. Đối với các bạn thích kinh doanh hoặc là ở gần đường và quốc lộ thì chúng ta có thể là trồng để làm khu vui chơi hoặc là quán cà phê, quán câu cá, tạo khu chụp ảnh cho khách du lịch hoặc là điểm các quán hôm tây, quán uống nước hoặc là khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng, tùy vào thuộc vào cái khả năng kinh tế và cái điều kiện của mọi người. Mọi người nếu mà quan tâm hoặc muốn mua sản phẩm thì có thể vào giỏ hàng hoặc nhắn tin vào mục tin nhắn vào mục chat cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ bên mình.